Chào mừng quý vị đã tiếp tục đến với Cà phê Sài Gòn sáng nay. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán châu Á phiên 20 tháng 4 tiếp tục điều chỉnh với các chỉ số chứng khoán Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc giảm điểm. Đáng lưu ý, giá cổ phiếu Nintendo đã quay đầu giảm sau khi tăng mạnh liên tiếp trong 7 phiên. Kết phiên giao dịch ngày 20 tháng 7, chỉ có chỉ số S200 của Úc tăng 0,7%, còn Nikkei của Nhật Bản giảm 0,3%, Shanghai của Trung Quốc giảm 0,2%, còn Kospi của Hàn Quốc giảm chưa đầy 0,1%. Các nhà đầu tư phản ứng sau khi IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trước tác động khó lường của sự kiện Anh rời -E Mặt khác, tâm lý thận trọng đón chờ báo cáo doanh thu và cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu trong tuần này cũng ảnh hưởng đến diễn biến thị trường những phiên gần đây. Thị trường Nhật Bản sau khi có một phiên tăng điểm lên mức cao nhất trong 6 tuần vào phiên ngày 19 tháng 7 thì đã hòa vào nhịp điều chỉnh chung của khu vực trong phiên thứ tư. Đồng yên tăng giá do các nhà đầu tư tìm đến loại tiền tệ này như một tài sản trú ẩn an toàn giữa lúc kinh tế thế giới đang đối diện với nhiều cảnh báo hạ tăng trưởng. Đáng chú ý, cổ phiếu Nintendo sau khi bật tăng mạnh 7 phiên và đẩy giá trị vốn hóa thị trường của hãng game này lên gấp đôi thì đã quay đầu giảm mạnh 16,6% trong phiên thứ tư. Trước đó, trang tin công nghệ TechCrunch cho biết Nintendo phải lùi ngày ra mắt Pokemon Go ở thị trường Nhật Bản vì rò rỉ thông tin truyền thông nội bộ. Tại thị trường Úc, đồng đô la Úc giảm hỗ trợ nhóm các cổ phiếu xuất khẩu. Giá dầu tăng nhẹ cũng là một yếu tố giúp nâng đỡ chỉ số S200. Tại đại hội đảng toàn quốc của đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump đã chính thức nhận đề cử trở thành ứng viên cho vị trí tổng thống Mỹ năm nay. Sau khi đánh bại hoàn toàn 16 đối thủ bên phía đảng Cộng hòa, ông Donald Trump đã chính thức là người đại diện cho đảng này, tranh cử tại cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới đây. Ông Trump đã giành được 1.752 đại biểu ủng hộ, người xếp thứ hai là Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz với 475 đại biểu ủng hộ, xếp thứ ba là Thống đốc bang Ohio John Kasich với 120 phiếu ủng hộ. Nếu như ngay lúc đầu lời tuyên bố tranh cử tổng thống của ông Trump bị nhiều người xem là những phát biểu mạnh miệng của một tỷ phú không có kinh nghiệm trong giới chính trị và không hề nể nang ai, thì giờ đây rất nhiều người phải công nhận Donald Trump là một đối thủ đáng gờm. Trước đó, ông Trump cũng đã chọn thống đốc bang Indiana Mike Pence cho vị trí phó tổng thống cùng chạy đua vào Nhà Trắng với mình. Donald Trump là một tỷ phú trong ngành bất động sản tại New York, cũng là một nhân vật nổi tiếng trên các show truyền hình của riêng ông. Đối thủ cùng tranh cử chức tổng thống Mỹ với Donald Trump là bà Hillary Clinton, cựu ngoại trưởng Mỹ, vợ của cựu tổng thống Bill Clinton. Báo cáo của hãng nghiên cứu Molia London cho biết trong quý 2 vừa qua, giá nhà đang xây dựng tại London đã giảm 34%. Đây là kết quả của việc Anh chọn rời khỏi EU. Theo Molia London, lượng nhà bán chưa hoàn công đã giảm từ mức gần 7.000 căn của quý 2 năm trước, còn 4.600 căn trong quý 2 năm nay. Còn theo hãng tư vấn nghiên cứu bất động sản Nifrank, sau quyết định tăng thuế nhà đất của chính phủ Anh từ tháng 12 năm 2014, nhu cầu trên thị trường đã sụt giảm dần, ảnh hưởng lên giá nhà và sự kiện Brexit mới đây đã làm giọt nước tràn ly. Số liệu từ Deutsche Bank thì cho thấy nhu cầu đã giảm 23% trong quý 2 năm nay. Trong khi đó, thị trường lại đón nhận một lượng lớn căn hộ hoàn công vào thời điểm mà nhu cầu đang chứng lại. Theo số liệu của Molio thì trong quý 2 có đến 5.655 căn xuất bán, mức cao nhất trong các quý 2 kể từ năm 2009. Hiện tại, chính phủ Anh đã tăng 3 điểm phần trăm thuế đất đối với các giao dịch nhà đất và đối với người mua nhà lần thứ hai. Nói về dự báo thị trường sắp tới, các chuyên gia tỏ ra lo ngại về sự bất ổn của viễn cảnh hậu Brexit lẫn biến động khó lường của đồng bảng Anh. Cơ quan chống độc quyền EU hôm 19 tháng 7 đã áp đặt án phạt kỷ lục lên đến hơn 2,9 tỷ euro đối với một số nhà sản xuất xe danh tiếng của khu vực. EU cho rằng những hãng xe hơi này nằm trong một chuỗi doanh nghiệp vi phạm việc sử dụng các ứng dụng công nghệ cắt giảm khí thải trong suốt 14 năm qua. Những nhà sản xuất xe dính án phạt lần này là Daimler, Packard, Volvo và Iveco. Ủy ban châu EC cho rằng những hãng xe này đã thương lượng với nhau về giá cả, thỏa thuận với nhau về thời gian giới thiệu công nghệ các giảm khí thải mới hồi năm 1997, cũng như thỏa thuận riêng với nhau về chi phí của những công nghệ mới này. Daimler bị phạt nhiều nhất với trên 1 tỷ euro. Trong khi đó, Volvo, nhà sản xuất xe lớn nhất Thụy Điển về doanh thu, nhận án hơn 670 triệu euro. Iveco của Ý bị phạt trên 494 triệu euro. Còn mức phạt dành cho thương hiệu xe tải GAF của Parkar cũng hơn hơn 752 triệu euro. Cả bốn doanh nghiệp này đều nhận sai nên được giảm nhẹ 10% hình phạt so với mức đưa ra ban đầu. Đây là án phạt tài chính kỷ lục đối với các doanh nghiệp sản xuất tại châu Âu. Trước đó, mức phạt cao nhất là 1,4 tỷ euro mà EU áp đặt lên một đơn vị sản xuất dây cáp TV và máy tính hồi năm 2012. Ủy ban châu Âu luôn siết chặt các quy định về các giảm khí thải ô nhiễm gây nguy hiểm đến sức khỏe. Năm 1993, EU đã công bố tiêu chuẩn Euro 1 và yêu cầu tất cả các hãng xe phải tuân thủ. Những nhà sản xuất đã phải chi ra những số tiền khổng lồ đầu tư công nghệ các giảm khí thải theo quy định. Thưa quý vị, vụ bê bối gian lận khí thải của Volkswagen chưa qua. Mới đây, chính quyền ba bang ở Mỹ đã đệ đơn kiện tập đoàn sản xuất ô tô này với cáo buộc lãnh đạo Volkswagen biết như bao che cho vụ việc này. New York, Massachusetts và Maryland là ba bang độc lập đệ đơn kiện tập đoàn sản xuất ô tô lớn thứ hai thế giới Volkswagen với cáo buộc vi phạm các quy định bảo vệ môi trường. Tổng chưởng lý bang New York cho biết trong cuộc họp báo hôm 19 tháng 7. Volkswagen hành xử như thể họ đứng trên luật pháp, họ không tôn trọng chính quyền nước này hay các nước khác. Nếu tòa tuyên án, thì Volkswagen sẽ tiếp tục nộp phạt hàng trăm triệu đô la sau khi đã chi hàng tỷ đô la nộp phạt cho chính quyền Mỹ, châu Âu và bồi thường sau vụ bê bối. Rõ ràng Volkswagen cần phải chịu hình phạt mang tính bền vững hơn là chỉ việc chi hàng tỷ đô la để trả cho người tiêu dùng ở Mỹ hay các nước khác. Trước khi đó, môi trường đã chịu thiệt hại nghiêm trọng. Tổng chương lý bang Massachusetts cho biết vụ kiện lần này cũng là một lời cảnh báo đến tất cả các hàng sản xuất ô tô. Vị trí CEO của hãng truyền thông Fox News của ông Roger Alice đang bị lung lay khi ông này dính vào nghi án quấy rối tình dục. Sự kiện xuất hiện trên hàng loạt tờ báo của Mỹ. Hôm 19 tháng 7, giới truyền thông Mỹ đưa tin người đứng đầu ban lãnh đạo hãng truyền thông Fox News bị chính cựu người dẫn chương trình Gretchen Carlson cáo buộc quấy rối tình dục. Ngoài Gretchen Carlson, báo chí Mỹ còn phanh phui nhiều vụ bê bối tình dục khác liên quan đến ông này. Mặc dù ông Roger Ailes đã chối bỏ cáo buộc này, nhưng không tránh khỏi một cuộc điều tra nhằm xác định rõ chân tướng vụ việc. Hãng truyền thông Fox News đã thuê một hãng luật tiến hành điều tra nội bộ. Theo tạp chí New York đưa tin, thì tập đoàn 21st Century Fox, công ty mẹ của Fox News, đã ra hạn định 1 tháng 8 để ông alex từ chức hoặc đối diện với đơn xa thải